Hồi 15, vua Khang Hy quyết trí trị quyền thần. Từ đó Khang Hy võ công mỗi ngày một tiếng, vì tiểu bảo vẫn đấu với nhà vua hàng ngày. Hai người đấu tới đấu lui vẫn ở tình thế tương đương, có khi vi tiểu bảo lại sốt kém một chút. Như vậy vua Khang Hy lại cần gắng sức luyện công mới không đến nổi thất bại. Nhà vua cũng là một tay thích tranh cường háo thắng, luyện công càng tiến bộ lại càng vui thú. Do đó mối háo cảm của ngài đối với vi tiểu bảo cũng tăng lên nhiều hôm ấy ngao bái đến ngự thư phòng khải tấu vua về việc xử tử tô khắc tất cáp nhà vua biết ngao bái vì chuyện tương tranh giữa hai đội hoàng kỳ và bạch kỳ mà gây nên cừu hận với tô khắc tất cáp bữa nay hắn muốn giết tô khắc tất cáp chỉ vì mối thủ riêng nên nhà vua ngần ngừ không chịu chuẩn tống rẻ đâu ngao bái nổi cơn thịnh nổ giờ thói võ biển, sắn tay ven áo thái độ hung hăng tựa hồ muốn xông vào động thù ngao bái thân thể to lớn bản lãnh cao cường vua Khang Hy thấy hắn hùng hổ xông vào thì không khỏi giật mình kinh hãi. Bọn thị vệ lại ở cả ngoài thư phòng, có hô hoán cũng không kịp. Huống chi bọn chúng lại đều là tâm phúc của ngao bái, nhà vua khó mà trông cậy đọc. Khang Hy đang lúc hoang mang thì thấy vi tiểu bảo nhảy vọt ra, nhà vua cả mừng nghĩ thầm, chấm cùng tiểu quế từ hợp lực thì còn có thể cầm cự được với ngao bái một lúc. Nhà vua đang ngẫm nghĩ thì thấy ngao bái lùi lại mới hơi yên giả còn vi tiểu bảo không nhịn được bất giác la hoàng để bại lộ hành tung, gã đành đánh bảo xông ra quát tháo ngao bái. Không ngờ gã vừa quát mấy tiếng thấy ngao bái đã vội lùi lại, gã khoan khoái vô cùng, lại lớn tiếng, xử tử tô khắc tất cáp hay không là do chúa thượng định đoạt. Người đã vô lễ với chúa thượng còn toan vung quyền đánh ngài, thì ra ngươi không sợ toàn gia chu lục ư. Vì tiểu bảo nói câu này đúng như ý nghĩ của ngao bái hắn sợ quá xương sống toát mồ hôi lạnh ngắt hắn biết hành động của mình thật quá lổ mãng liền ngưỡng đầu tâu với khang hy chúa thượng không nên nghe tiểu thái giám hồ ngôn loạn ngữ nô tài bao giờ cũng vẹn hai chữ trung trinh vua khang hy mới lên ngôi chấp chính vẫn có lòng úy kỵ ngao bái bây giờ thấy hắn có ý nhượng bộ thì nghĩ thầm lúc này trẫm không nên làm cho hắn mất mặt hãy từ từ tìm cách thâu phục hắn ngao thiếu bảo Chấm biết Khanh là một đại trung thần. Thái độ của Khanh sở dĩ có điều đường đột là vì sung phong đánh trận đã quen. Không thể giữ gìn ung dung văn nhã như người đọc sách. Chấm cũng không trách Khanh về điều đó làm chi. Ngào bái cả mừng tông. Dạ, dạ, thần hạ đa tạ thánh chúa. Vua Khang Hy lại nói về việc tô khắc tất cáp. Chấm sẽ cho ban hành như lời Khanh. Khanh là đại trung thần, hắn là đại gian thần. Dĩ nhiên là chấm khen thưởng tôi chung trừng phạt gian nịnh. Ngao bái mừng quá lại tông. chúa thượng thật là một vị thánh minh, từ nay tiểu thần nguyện càng ra sức chó ngựa để báo đáp hồng ân. Vua Khang Hy nói, hay lắm, hay lắm, để chấm tâu lên Hoàng Thái Hậu, ngày mai vào chiều chấm sẽ ban thưởng cho. Ngao bái quỷ xuống tông, đa tạ chúa thượng, vua Khang Hy hỏi, còn việc gì nữa không? Ngao bái tông. không còn việc gì nữa. Hạ thần xin cáo lui, vua Khang Hy gật đầu. Ngao bái tươi cười lui ra, nhà vua chờ ngao bái ra khỏi phòng rồi, liền từ trên ghế nhảy xuống cười nói, tiểu quế tử, điều bí mật của trẫm bị người phát giác mất rồi, vì tiểu bảo tông bẩm chúa thượng, tiểu tử tội thật đáng chết, trước nay vì không biết chúa thượng là hoàng đế cứ cùng ngài động thủ, động cước, thật là lớn mật. Vua Khang Hy thở dài đáp, hời ơi, người biết chuyện này rồi, từ nay không dám đấu thực sự với trẫm nữa thì còn chi là thú vị. Vì tiểu bảo cười đáp chỉ cốt là chúa thượng đừng của phạt thì tiểu tử vẫn tỷ đấu chân thực với chúa thượng cũng chẳng hề chi. Vua Khang Hy cả mừng nói, hay lắm, một lời đã quyết mà không tỷ đấu thực sự thì không phải là anh hùng hảo hán. Nhá vua nói rồi giơ tay ra, vì tiểu bảo một là không hiểu lề luật trốn hoàng cung, hai là chẳng biết sợ trời sợ đất, cũng đưa tay ra nắm lấy tay vua cười nói, từ nay nếu không tỷ đấu thực sự thì không phải là hảo hán rồi hai người cùng nổi lên chàng cười ha hả vua khang hy thường khi đi với mẫu thân hay ở trước quần thần đều phải giữ mực thước gia bộ là một người thiếu niên già dặn khang hy thấy bọn cung nữ thái giám kề cận luôn bên mình nên lúc nào cũng phải giữ vẽ nghiêm trang không dám cử động tùy tiện theo ý mình suốt đời không mấy khi đọc cười lớn hay cử động phóng túng nhưng bản tính của thiếu niên là hay ưa vui nhộn nên từ đức hoàng đế đến bọn ăn xin cũng đều thế cả vua khang hy chỉ có lúc đụng đầu với vi tiểu bảo là không bị câu thúc cười nói tự nhiên ngài cho đó là một sự vui thú nhất đời hoàng thái tử từ lúc ra khỏi bào thai đã chứa sản thành đức hoàng đế tương lai nên cách nuôi dạy từ thuở nhỏ cũng khác hẳn người thường từ tiếng khóc tiếng cười đến một cái cắt chân nhấc tay cũng đều ở dưới mắt giám thị của nhiều người thật là mất hết tự do tên tù phạm trong mục còn có lúc được nói lớn hay hành động tùy ý mà hoàng thái tử phải chịu câu thúc gấp trăm lần một tên tù phạm vị sư phó phụ trách việc dạy học cho thái tử khắp mọi trường hợp chỉ sợ cử chỉ của thái tử đi ra ngoài lề luật suốt ngày bọn chúng sợ sệt như sắp rớt xuống vực sâu hay bước trên đất tuyết nói năng và hành động của thái tử hễ hơi lệch lạc một chút là sư phó lại ôn tồn khuyến cáo thái tử mặc ít một tấm áo là vạ lớn chút lên đầu bọn cung nữ thái giám con người từ nhỏ đến lớn ngày nào cũng như ngày ấy đêm nào cũng như đêm ấy đều bị cai quản một cách nghiêm khắc thì thật thiếu hẳn lạc thú của đời người trải qua bao nhiêu triều đại thiếu gì hôn quân bảo chúa là bởi nguyên nhân sau khi hoàng đế được tự do không bị cai quản nữa liền phóng túng làm càn để phát tiết những môi u uất chất chứa trong lòng đã lâu năm rồi xảy ra những hành động khiến người ta không thể tưởng tượng được đó chẳng qua là vì hoàng đế đã phát tiết một cách quá trớn vua khang hy bị cai quản nghiêm khắc từ thuở nhỏ đến khi chấp chính, thỉnh thoảng lại được lìa xa bọn cung nữ thái giám, không cho theo sát bên mình. Do đó ngài được hưởng lạc thú tự do cùng vi tiểu bảo. Trong nhà bách tính, bất cứ đứa nhỏ nào cũng được chơi đùa nhảy nhót la hét hay đánh đấm náo loạn. Vị hoàng đế thiếu niên này mà được thế là có phúc phận. Nhá vua nạp tay vi tiểu bảo dặn khi có người thì ngươi hãy kêu ta bằng hoàng thượng, còn lúc vắng thì chúng ta cứ tự do như trước vì tiểu bảo cười đáp thế thì còn gì hay bằng tiểu tử không bao giờ ngờ đến ngài là hoàng đế vẫn yên trí hoàng đế phải là một ông già dâu tóc bạc phơ vua khang hy nghĩ thầm ngay cả đức tiên đế lúc còn tại thời cũng chưa phải là ông già đầu dâu tóc bạc sao thằng nhỏ này lại không biết ngài liền hỏi chẳng lẽ hải lão công chẳng nói chuyện gì về chấm với ngươi ư vì tiểu bảo lắc đầu đáp không có đâu lão chỉ dạy tiểu tử luyện võ hoàng thượng ai dạy võ công cho hoàng thượng vua khang hy cười hỏi lại ta đã bảo lúc vắng người thì cứ như trước sao còn kêu bằng hoàng thượng vì tiểu bảo cười đáp phải rồi trong lòng tiểu tử còn có chỗ hoang mang vua khang hy thở dài nói ta đã liệu trước sau gì khi ngoi biết được ta là hoàng đế là không dám tị võ tự nhiên như trước nữa vì tiểu bảo nói tiểu tử xin cố gắng nhưng e rằng không phải chuyện dễ này tiểu huyền tử võ công ngươi đã được ai truyền thụ? Vua Khang Hy đáp ta không thể nói được, người hỏi cái đó làm chi? Vì tiểu bảo nói, ngào bái tự cho mình là võ công ghê gớm, hắn giơ tay săn áo với người khác nào muốn xông vào đánh. Ta nghĩ rằng võ công của sư phụ ngươi rất cao thâm thì ngươi mời sư phụ ngươi đối phó với hắn vậy. Vua Khang Hy tủm tỉm cười nói, không được, sư phụ ta có lý nào hành động như vậy? Vì tiểu bảo nói, đáng tiếc sư phụ ta là hải lão công đã đôi mắt mất rồi, không thì để mời lão lại đánh với ngao bái, chắc là lão có thể thắng hắn. À phải rồi, sáng mai chúng ta hai người liên thủ đấu với hắn một keo, người tính có được không? Ngao bái tuy nói là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu, nhưng hai người chúng ta hiệp lực tỷ đấu, chưa chắc đã chịu thua hắn. Vua Khang Hy cả mừng reo lên, tuyệt diệu, tuyệt diệu nhưng nhà vua lại nghĩ đến việc này quyết không thể thực hành được liền lắc đầu thở dài nói, hoàng đế mà đi đánh nhau với đại thần thì còn chi thể thống gì nữa. Vì tiểu bảo nói, vậy ngươi đừng làm hoàng đế nữa được không? Vua Khang nghi gật đầu khen thầm, tên tiểu thái giám vì tiểu bảo này muốn làm sao là làm như vậy. Tuy gã ở trong hoàng cung mà vẫn tiêu giao tự tại Nhắc tới ngao bái, nhà vua nghĩ đến lúc này hắn dương mày trợn mắt cử chỉ hung hăng sùng sục tiến vào nên nhà vua hãy còn sợ hãi nghĩ bụng thằng cha này vô lễ với ta hắn muốn giết ai là phải giết ngay chẳng coi ta vào đâu nếu vậy hắn là hoàng đế chứ không phải ta nhưng trong chiều bây giờ không có ai coi quản bọn thị vệ đều do hắn thống lãnh cả các kỳ đội cũng do hắn điều động ta chưa thể xuống chỉ giết hắn được nhà vua bèn tự nhủ muốn cho ngao bái khỏi làm loạn và giết được ta thì trước hết ta hãy thay đổi người khác làm thị vệ thống lãnh rồi tước binh quyền trong tay hắn sau cùng cất chức vụ chính đại thần sai đem ra ngoài cửa ngọ môn chém đầu mới hạ được mối giận này nhưng rồi nhà vua lại nghĩ kế này cũng không ổn khi ta vừa đổi người thị vệ thống lãnh ngao bái biết ngay là ta có ý trừng trị hắn trong tay hắn nắm binh quyền rất lớn vậy ta phải tiên hạ thủ vi cường nếu trần chờ sẽ gặp tai họa bây giờ ta hãy kín chuyện không để lộ ra ngoài mặt mà cần nghĩ biện pháp hoàn thiện rồi hãy đối phó với hắn cả đối với tiểu quế tử này ta vẫn phải tỏ ra không có quyết định gì nhá vua nghĩ vậy liền nói ngươi về bảo với hải lão công cố luyện võ nữa đi sáng mai chúng ta lại đến trổ cũ tị thí vì tiểu bảo đáp dạ vua khang hy lại dặn câu chuyện giữa ta và ngao bái ngươi đừng nói với ai vì tiểu bảo đáp được rồi hiện giờ không có ai ta muốn đi là đi không cúi đầu thỉnh an với ngươi nữa vua khang hy cười khanh khách nói không cần phải thế vì tiểu bảo tuy chưa đánh cắp được pho tứ thập nhị chân kinh nhưng phát giác ra người cùng mình tĩ võ hàng ngày chính là đức hoàng thượng hiện nay trong lòng phấn khởi vô cùng may mà hải lão công cặp mắt đuôi mù nên không nhìn rõ nét mặt gã hớn hở khác mọi ngày lão chỉ biết bữa nay gã nói nhiều mà không hiểu gã đã gặp điều chi sung sướng lão hỏi dò mấy câu nhưng gã cảnh giác dị thường không nói lộ điều chi hết hôm sau vi tiểu bảo lại tĩ võ cùng vua khang hy gã đã định bụng là cứ tĩ đấu như ngày thường. Nhưng khi gã nhớ đến ngài là hoàng đế nên lúc phòng vệ thì hắn giữ mình rất nghiêm mật. Còn lúc ra chiêu phản kích thì bất giác biến thành vô lực. Vua Khang Huy hiểu rõ tâm lý gã, nên cũng không vận toàn lực để tấn công vì ngài nghĩ rằng đối phương đã có lòng quý kỵ mà mình tấn công mãnh liệt thì có thắng cũng là bất võ. Hai người đánh nhau một lúc, vì tiểu bảo đã thua hai keo. Nhá vua liền thở dài nói, tiểu quế tử hôm qua ngươi vào ngự thư phòng làm chi vậy? Vì tiểu bảo đáp, hôm qua ôn hữu đảo bị cảm nóng lạnh, không dậy được. Anh em gã nhờ ta vào ngự thư phòng để giúp chúng lau chùi quét dọn. Nhưng ta làm không quen thành thử chậm chề một chút mà đọc gặp ngươi. Gã vốn sở trường về nghề nói dối nên ăn nói trôi chảy mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Cơ hồ chính gã cũng tin như vậy. Vua Khang Hy nói, người biết ta là hoàng đế thành ra bữa nay cuộc tỷ đấu không thể chân thật được nữa. Vì tiểu bảo đáp ta cũng thấy bữa nay ta ra chiêu không có kinh lực. Vua Khang Hy nói, ta muốn nghĩ đánh ở tại đây. Chúng ta không tỷ đấu được một cách chân thực thì ta đành coi ngươi đánh với kẻ khác cũng thú. Ngươi hãy đi theo để ta thay áo rồi cùng đến, bố khố. Vì tiểu bảo hỏi, phòng, bố khố, ở đâu? Phải chăng là kho chứa vải? Vua Khang Hy cười đáp, không phải đâu, phòng bố khố là nơi bọn võ sĩ luyện võ công, luyện đô vật. Vì tiểu bảo vỗ tay cười nói nếu thế thì thật là hay. Nguyên hàng ngày vua Khang Hy đi tị võ với Vi Tiểu Bảo lại mặc quần áo khác để khỏi lộ chân tướng. Bây giờ ngài về phòng thay áo, Vi Tiểu Bảo cũng theo sau. Vua Khang Hy mặc áo bảo dối, 16 tên thái giám đi theo tiền hô hậu ủng Khi người tới phòng bố khố coi bọn võ sĩ luyện đô vật, ngài giữ vẽ trang nghiêm không còn cười đùa dờn với Vi Tiểu Bảo nữa bọn võ sĩ thấy vua Khang Huy ngự giá tới nơi, chúng liền hết sức tị đấu. Nhà vua lại kêu một võ sĩ to béo đến phán bảo, tên tiểu thái giám này kê cận bên mình chấm cũng học được một chút nghề đô vật. Vậy ngươi hãy dạy gã mấy thủ thức xem sao? Nhà vua quay lại bảo vi tiểu bảo, ngươi học võ đi, nhà vua vừa nói vừa nháy mắt. Cả vua Khang Hy lẫn vi tiểu bảo đều ngó thấy tên võ sĩ kia tuy thân thể to lớn nhưng tay chân vụng về, không phải là đối thủ của vi tiểu bảo hai gã vào trường đấu mới xoay sở mấy chiêu vi tiểu bảo liền ra đòn thuận thủy thôi chu mượn sức người đánh lại người đẩy tên võ sĩ té xuống như kiểu chó ăn phân bọn võ sĩ cùng các thái giám đều lớn tiếng gieo hò vua khang hy cũng thích trí sai tên thái giám hầu cẩn lấy một lượng bạc thường cho tiểu bảo ngài nghĩ thầm võ công của tiểu quế tử hãy còn kém ta mà gã vật được tên võ sĩ to lớn thì dĩ nhiên ta cũng vật ngã được hắn Tuy ngài trong lòng ngứa ngáy dạo dực muốn tị đấu nhưng nghĩ mình là bậc trí tôn, chẳng thể xuống trường động thủ, đành bóp bụng thở dài, nhìn tên thái giám hầu cận nói. Người hãy đi lựa lấy ba chục tên tiểu thái giám cờ 14, 15 tuổi và bảo chúng hàng ngày luyện võ công. Tên nào tiến bộ mau lẹ như tiểu tiểu tử, chấm sẽ ban thưởng cho. Tên thái giám vâng lời nhưng nghĩ bụng, hoàng đế hãy còn tính trẻ con mới nghĩ ra trò chơi mới mẻ này. Vì tiểu bảo vừa vào nhà, hải lão công hỏi ngay đến chuyện tỷ võ giữa gã và tiểu huyền tử. Gã nói ba hoa tựa hồ như trải qua một trận đại chiến, cả hai bên cùng phấn khởi phi thường. Nhưng hải lão công diều tra cặn kẻ liền phát giác ra chỗ sơ hờ. Lão xa sầm nét mặt, sẳng giọng tiểu huyền tử làm sao? Hôm nay gã mắc bệnh ư? Vì tiểu bảo đáp không phải đâu, bất quá tinh thần không được thoải mái mà thôi hải lão công ngư một tiếng rồi nói ngươi hãy kể tường tận từng chiêu thức từ đầu chí cuối cho ta nghe vì tiểu bảo biết rằng không thể giấu giếm được nữa liền đem hết tình hình tĩ võ thuật lại một lượt hải lão công ngưỡng đầu chậm rãi nói về chiêu này hiển nhiên là ngươi có thể dùng thủ pháp khổ ải hồi đầu chụp đầu gã đè sang bên trái thì ngươi lại ra chiêu hiệp sơn khởi hải địch ôm người gã đưa lên nên mới thất bại phải chăng ngươi có ý nhượng bộ hắn hay vì lý do nào khác vì tiểu bảo cười đáp không phải tiểu tử cố ý nhượng bộ nhưng thấy gã tị đấu một cách rất lịch sự nên tiểu tử ra tay cũng có ý khoan dung một chút tiểu tử đã là bạn thân với gã dĩ nhiên là không thể cạn tàu giáo máng gã nghĩ tới mình được làm bạn thân với hoàng đế thì trong lòng rất lấy làm đắc ý hải lão công hỏi ngươi là bạn thân với gã ư ừ. chà chẳng phải là ngươi không cạn tàu giáo máng đánh gã mà thực ra ngươi không dám động đến mình gã chắc người ngươi biết rồi chứ gì vì tiểu bảo xiết đổi kinh nghi hỏi biết điều chi hải lão công hỏi lại trinh gã tự nói hay là ngươi tự mình phát giác vì tiểu bảo lại hỏi công công nói sao tiểu tử không hiểu hải lão công lớn tiếng tại sao ngươi biết chân tướng của tiểu huyền tử lão vừa nói vừa vươn tay ra chụp cổ tay trái gã vì tiểu bảo bị đau đớn tới xương tủy cổ tay gã bật lên tiếng lách cách tựa hồ gầy xương gã vội la lớn đầu hàng Tiểu tử xin đầu hàng." Hải lão công nằng nặc hỏi, "Sao ngươi lại biết?" Đồng thời lão gia tăng kinh lực bóp cổ tay Vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo tiếp tục la, "Tiểu tử đã xin đầu hàng, sao công công còn chưa buông tay?" Hải lão công nói, "Ta hỏi ngươi điều đó, ngươi phải trả lời cho thành thực đã." Vi tiểu bảo nói, "Được rồi, công công có biết tiểu huyền tử là ai thì tiểu tử mới nói rõ nguyên nhân, bằng không thì dù công công có bóp chết tiểu tử cũng không nói đâu." hải lão công đác cái đó có chi kỳ lạ tiểu huyền tử là đức hoàng thượng đương kim ngay từ buổi đầu dạy võ công cho ngươi ta đã biết rồi vì tiểu bảo cả mừng nói té ra công công đã biết từ trước mà còn giấu giếm tiểu tử mới khổ chứ bây giờ tiểu tử có nói ra cũng không ngại gì nữa gã liền đem vụ ngao bái hung hăng với vua khang hy hôm trước ở trong ngự thư phòng kể lại gã thuật luôn cả bữa nay tại phòng bố khô gã đánh ngã một tên võ sĩ to béo và gã ra chiều hớn hờ. Hải lão công chú ý lắng tai nghe không ngớt hỏi xen vào, vì tiểu bảo kể xong chuyện nói, hoàng thượng đã dặn tiểu tử không được đem chuyện này nói với ai. Nếu công công tiết lộ là cả hai ta cùng mất đầu đó. Hải lão công nói, hoàng thượng đã là bạn thân với ngươi tất không giết ngươi mà chỉ giết ta. Vì tiểu bảo nhơn nhơn đắc ý đáp công công biết vậy là hay hải lão công trầm ngâm một chút rồi hỏi, hoàng thượng muốn lựa ba chục tên tiểu thái giám cho luyện võ nghệ để làm gì vậy? Chắc là ngài ngứa nghề, ngài không tị đấu với ngươi được sẽ cùng bọn chúng tị đấu. Lão đứng dậy đi vòng quanh trong nhà hơn 10 vòng rồi hỏi, tiểu quế tử, ngươi có muốn thân thiện với hoàng thượng không? Vì tiểu bảo đáp, hoàng thượng là bạn thân với tiểu tử, để làm vui cho ngài đã là bạn thân rồi. Hải lão công lớn tiếng, ta dặn ngươi câu này ngươi phải ghi vào lòng từ nay hoàng thượng có nói gì đến chuyện thân tình với ngươi thì bất luận trường hợp nào ngươi cũng đừng thừa nhận ngươi phải tự lượng mình đã là cái cóc gì mà làm bản thân thực sự với hoàng thượng được hiện nay ngài còn là một đứa nhỏ cao hứng thì nói vậy mà thôi chứ đâu phải chuyện thật ngươi mà còn nói nhăng nói càn thì hãy coi chừng cái đầu trên cổ đó vì tiểu bảo là một đứa nhỏ rất thông minh gã cũng biết không thể bạ đâu nói đó bây giờ hải lão công dùng lời nghiêm nghị cảnh tình gã thẻ lưỡi ra đáp, từ nay dù có bị chặt đầu, tiểu tử cũng không dám nói. Có điều đầu bị chặt rớt xuống rồi còn nói được hay không thì lại là một vấn đề cần phải nghiên cứu lại. Hải lão công đằng hắng một tiếng rồi hỏi, người có muốn học môn võ công thượng thừa hay không? Hồi 16, đại từ đại bi thiên diệp thủ, vì tiểu bảo nghe hải lão công hỏi vậy cả mừng đáp, công công vui lòng truyền thụ môn võ công thượng thừa cho tiểu tử thì còn gì hay hơn nữa? Công công ơi! bản lãnh của công công đã đạt đến trình độ siêu quần mà không chịu thu nạp đồ đệ để truyền thụ tuyệt kỹ ha đó chẳng là một điều đáng tiếc ư. Hải lão công nói, ở đời, kẻ thâm hiểm gian trá thì nhiều, còn người thực thà trung hậu lại rất ít. Nếu thu nạp đồ đệ tệ hại, thường khi mưu hại cả sư phụ thì thà rằng chẳng có đồ đệ còn hơn. Vì tiểu bảo động tâm tự hỏi, ta là mù mắt lão, hay là lão đã biết rồi? nhưng gã thấy thần sắc hải lão công vẫn trơ trơ như không có gì giận dỗi liền nói đúng thế muốn cho công công tin lòng và tỏ giả trung thành với công công không phải là chuyện dễ dàng công công ơi công công sai tiểu tử đến ngự thư phòng hành động tiểu tử dù bị mất đầu cũng quyết liều chết mạo hiểm để lấy cắp pho tứ thập nhị chân kinh về cho công công nhưng trong thư phòng đức hoàng thượng có đến hàng ngàn hàng vạn cuốn sách mà tiểu tử lại ít chữ nghĩa hải lão công ngắt lời ồ người biết ít chữ nghĩa, vì tiểu bảo giật nảy mình la thầm, trời ơi, chết rồi, không biết tiểu quế tử biết chữ nhiều hay ít, nếu gã biết nhiều mà ta nói câu này tức bại lộ hành tung. Gã vội chữa, tiểu tử đã kiếm lui kiếm tới mà chẳng thấy pho tứ thập nhị chân kinh đâu. Nhưng cái đó không cần, rồi đây tiểu tử thường ra vào ngự thư phòng thì pho sách đó tất có ngày lấy được. Hải lão công nói, người không lãng quên là hay rồi vì tiểu bảo nói tiểu tử quên thế nào được công công đối đãi với tiểu tử đã đem lòng thương yêu không biết đến thế nào mà kể nếu tiểu tử không nghĩ cách báo đền thì uổng cả một đời hải lão công miệng lẩm bẩm ồ nếu không nghĩ cách báo đền thì uổng cả một đời lão nhắc lại câu này bằng một giọng lạnh như băng vì tiểu bảo nghe thanh âm lão không khỏi ớn lạnh xương sống gã liếc mắt ngó trộm hải lão công thấy lão tuyệt không lộ vẽ gì khác lạ gã không sao hiểu được tâm trạng lão, bất giác bụng bảo dạ lão con rùa này thật đáo đề, lão biết tiểu huyền tử chính là hoàng thượng mà không hé răng hé lời. Ta phải coi chừng lắm mới được, lão mà biết ta làm cho lão đôi mắt thì lão bóp chết ta lúc nào không biết. Hai người đối diện nhau lẳng lặng hồi lâu, bỗng vì tiểu bào từ từ cất bước rất khẻ chuyển ra phía ngoài cửa gã hồi hộp chú ý coi để chờ xem hễ thấy hải lão công lộ vẽ bất thiện là lập tức chạy vọt ra ngoài và quyết ý chuồn khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nữa bỗng nghe hải lão công hỏi từ nay ngươi đừng dùng phép đại cầm nã thủ tỷ đấu với hoàng thượng người có học nữa cũng đều là phép phân cân thắc cốt khiến cho người ta chật khớp bông ngân thì dùng để đối phó với hoàng thượng thế nào được vì tiểu bảo đác công công nói phải lắm hải lão công nói bữa nay ta dạy ngươi một môn công phu gọi là đại từ đại bi thiên phật thù vì tiểu bảo nói tên môn này rất kỳ quái tiểu tử chỉ nghe nói đến đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bố tát hải lão công hỏi ngươi đã được coi đức quan thế âm bao giờ chưa vì tiểu bảo đáp thiên thù quan âm ư tiểu tử trông thấy rồi trên mình đức quan thế âm bồ tát mọc rất nhiều tay mỗi bàn tay cầm một thứ chứ không giống nhau tay thì cầm bình nước, tay thì cầm cành cây, lại có tay cầm giỏ, cầm nhạc, trông hay đáo đề. Hải lão công hỏi, người coi thấy tượng thiên thủ quan âm ở trong chùa Dương Châu phải không? Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi lại, trong chùa Dương Châu nào? Gã tưởng chừng hải lão công biết rõ tông tích mình ở Dương Châu, toàn chạy vọt ra cửa. Bỗng nghe hải lão công lại hỏi, người ở Dương Châu đến Hoàng Cung từ ngày lên 6 lên 7 thì phải lúc nhỏ tuổi ngó thấy tượng Bồ Tát mà bây giờ còn nhớ được ư. Vì tiểu bảo thở phào một cái nghĩ bụng, té ra tiểu quế tử cũng là người ở Dương Châu. Chuyện trùng hợp kể ra cũng kỳ, gã vội đáp, từ ngày 7 tuổi, tượng đức quan âm Bồ Tát, tiểu tử chỉ nhớ được rất nhiều tay, còn ngoài ra quên hết cả. Hải lão công, ồ, một tiếng rồi hỏi, người phát rét ư, sao không lấy nhiều thêm áo mà mặc, vì tiểu bảo đáp, tiểu tử không rét hải lão công hỏi, sao ta nghe giọng nói của ngươi hơi run? Vì tiểu bảo đáp, tiểu tử vừa gặp một cơn gió lạnh phát rét, nhưng bây giờ thì hết rồi. Hải lão công nói, bên cửa gió lạnh, ngươi vào đi thôi. Vì tiểu bảo, dạ, một tiếng đi vào mấy bước, nhưng không dám đến gần bên hải lão công. Hải lão công nói, đại từ đại bi thiên diệp thủ là công phu nhà Phật, hễ động thủ là kiềm chế đối phương nhưng không giết người. Thật là môn võ nhân từ nhất thiên hạ. Vì tiểu bảo cả mừng nói, môn công phu này mà không đã thương đối phương thì có động thủ với hoàng thuận cũng không hề gì. Thật là hay quá, hải lão công nói, có điều môn này rất khó học, cả thầy gồm ngàn chiêu, nếu chi nhớ của người cường kiện thì mỗi ngày học được 13 chiêu và 3 tháng là xong hết. Vì tiểu bảo nói, vậy tiểu tử giáng luyện cho thành công. Hải lão công nói, người hãy lại gần đây. Vì tiểu bảo giả một tiếng rồi tiến lại vài bước nhưng vẫn đứng cách hải lão công mấy thước. Hải lão công hỏi, người sợ ta ăn thịt hay sao mà không dám đến gần? Vì tiểu bảo cười đáp, thịt tiểu tử đáng lắm không ăn được. Hải lão công đột nhiên vung tay trái đánh ra. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, tránh qua mé hữu, bỗng sau lưng gã bật lên hai tiếng, cách, cách. Gã đã bị hải lão công đánh trúng phải quỳ ngay xuống đất không nhút nhích được. Vì tiểu bảo cực kỳ kinh hãi la thầm, hỏng hết rồi, phen này chắc chết về tay lão. Hải lão công nói, đây là chiêu thứ nhất của công phu, đại từ đại bi thiên diệp thù, tên gọi, nam hải lễ Phật. Trên lưng người bị đánh trúng hai nơi huyệt đảo là huyệt thiên tôn và huyệt trí đường. Người nhớ kỹ lấy, lão nói rồi vươn tay ra ấn vào hai nơi huyệt đảo ở sau lưng vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo định thần lại, từ từ đứng lên, nghĩ bụng, té ra lão con rùa dạy võ công cho mình. Lão là mình phải một phen bờ vía. Hôm ấy hải lão công dạy vi tiểu bảo được có ba chiêu, rồi nói, ngày đầu tiên bao giờ cũng khó khăn hơn. Từ nay trở đi nếu ngươi cố công rèn luyện thì rồi đây sẽ mau lẹ hơn. Hôm sau vi tiểu bảo không đi đánh bạc nữa, gã đến ngay căn nhà nhỏ chờ vua khang hy tới để tỉ võ. Gã biết những thứ điểm tâm bày ra trên bàn là để cho hoàng thượng dùng nên không dám ăn vụng nữa. Gã đợi đến quá nửa giờ mà vẫn chưa thấy hoàng thượng tới thì nghĩ thầm, phải rồi ngài tỷ võ với mình chẳng thấy thú gì nên không tới nữa. Gã liền đi tới ngự thư phòng thì thấy vua Khang Hy đang đưa chân đá một cái ghế ra. Lòng nhan ra chiều tức giận, miệng không ngớt la, đá chết mi, đá chết mi, vì tiểu bảo tự hỏi, phải chăng hoàng thượng đang luyện môn thích thoái công phu, gã không dám tiến vào kinh động, thỏng tay đứng yên một bên. Vua Khang Hy đá ghế một lúc, ngưỡng đầu nhìn lên thấy vi tiểu bảo thì mặt rồng hớn hở nói, ta đang buồn quá, người tới dẫn cho vui. Vì tiểu bảo nói ngay, hải lão công mới dạy ta một môn võ khác kêu bằng đại từ đại bi thiên diệp thù. Môn này lợi hại hơn đại cầm nã thù nhiều, lão còn bảo ta học hết môn này thì ngươi không địch nổi. Vua Khang hy hỏi, công phu gì vậy, ngươi xử thử cho ta coi. Vì tiểu bảo nói, được rồi, gã liền bắt đầu thi triển chiêu thức, nam hải lễ Phật, như như phụ trọng, kim ngọc ngõa lịch, hoàn tố tệ bạch, nhân mệnh hô hấp. Cả thầy năm chiêu đánh vào bà vai, ngực bên trái, đùi bên phải và cổ học năm trổ huyệt đạo trên người vua Khang Hy. Chiêu nào gã cũng chỉ dùng ngón tay khẽ quẹt vào, môn đại từ đại bi thiên diệp thủ biến hóa rất tinh vi, quả nhiên khác xa với đại cầm nã thủ. Vua Khang Hy không kịp phòng ngừa, chẳng tránh được chiêu nào. Vì tiểu bảo ra tay rất nhẹ, dĩ nhiên không đánh cho nhà vua phải đau đớn. Nếu tỷ đấu thực sự thì chỉ một chiêu cũng đủ làm cho ngài bị thương. Vua Khang Hy, ồ, một tiếng rồi nói, môn võ này quả nhiên tuyệt diệu. Sáng mai ngươi lại tới đây, ta đi mời sư phụ dạy môn thượng thừa để tỷ đấu với ngươi. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, hay lắm, gã về nhà đem hết những lời của vua Khang Hy kể lại cho hải lão công nghe. Hải lão công nói, không hiểu sư phụ ngài sẽ dạy môn gì, bữa nay ngươi hãy học thêm mấy chiêu thiên diệp thủ nữa. Thế rồi lão dạy vi tiểu bảo sáu chiêu mới là, kinh lý quan ảnh, thủy trung chóc nguyệt, phù vân khứ lại, thủy bào xuất mục, mộng lý minh minh, giác hậu không không. Sáu chiêu này đều là những chiêu số cao thâm rất mực, biến ảo khôn lường, nhiều hư thức mà ít thực chiêu. Vì tiểu bảo chỉ cố gắng nhớ lấy chiêu thức còn chỗ ảo diệu bên trong thì trong lúc nhất thời gã chưa hiểu hết được. Hôm sau vì tiểu bảo đến ngự thư phòng thì thấy bốn tên thị vệ đứng gác ở ngoài cửa gã còn đang ngần ngừ thì một tên thị vệ cười hỏi phải chăng các hạ là quế công công đức hoàng thượng phán bảo hễ thấy công công đến thì mời vào ngay vì tiểu bảo sửng sốt hỏi quế công công nào vậy nhưng rồi gã nghĩ ra ngay quế công công chắc là lão gia rồi tên thị vệ này biết lão gia là người thân tín của hoàng thượng nên ăn nói lịch sự vì tiểu bảo nghĩ vậy rồi gật đầu mỉm cười nói may lắm may lắm không hiểu bốn vị quy tính là gì gã ở trong cung một thời gian khá lâu nên cách ăn nói theo kiểu bắc kinh đã học được đến tám chín phần tuy gã nói chưa trung chữ cả mười nhưng đã thuộc lòng bốn tên thị vệ xưng danh rồi vì tiểu bảo còn nói mấy câu khách sáo một tên thị vệ cười nói mời các hạ vào lẹ đi đức hoàng thượng đã hỏi tới các hạ mấy lần rồi đó vì tiểu bảo tiến vào thư phòng vua khang hy đang ngồi trên ghế nhảy lên cười hỏi năm chiều của người bữa qua ta đã được sư phụ dạy cách phá dài rồi. Bây giờ chúng ta thử rượt lại coi, vì tiểu bảo gạt đi, sư phụ người bảo phá được là phá được, bất tất phải thử thách nữa. Vua Khang Hy không chịu nói, sao lại không thử, thế nào cũng phải thử coi mới được, người hãy đến tị võ sánh của chúng ta trước đi, nhưng phải khéo đừng để người ngoài biết. Ta sẽ đến đó sau, vì tiểu bảo gật đầu rồi đi thẳng tới căn phòng nhỏ. Vua Khang Hy vừa mới học được chiêu thức mới, ngài nóng lòng muốn thử thách nên chỉ trong khoảnh khắc cũng tới nơi ngay. Hai người bắt đầu động thủ, quả nhiên vua Khang Hy thi triển thủ pháp tuyệt diệu phá giải được năm chiêu của Vi Tiểu Bảo hôm trước. Vi Tiểu Bảo thấy những chiêu số của nhà vua rất cao minh thì trong lòng kính phục vô cùng. Gã hỏi, công phu của ngươi đó kêu bằng gì? Vua Khang Hy đã, cái đó là bát quái du long trường. sư phụ ta còn bảo. Đại từ đại bi thiên diệp thù của ngươi có cả ngàn chiêu thật là nhiều quá. Còn bát quái du long trường chỉ có 8 lần 8 là 64 chiêu, nhưng nó quanh đi quẩn lại, biến hóa khôn lường đủ để đối phó với ngàn thức thiên diệp thù của ngươi. Vì tiểu bảo hỏi, nhưng trong hao môn này, môn nào lợi hại hơn? Vua Khang Hy Đáp ta cũng đã đưa vấn đề này ra hỏi sư phụ thì người nói, cả hai môn đều là những quyền pháp, trường pháp vào bậc thượng thẳng, khó mà so bì được hơn kém. Ai công lực cao thâm, thi triển chiêu thức xào rượu là người đó thắng. Vì tiểu bảo mừng rỡ nói, có thế tỷ đâu mới thú, chứ nếu người thắng mãi, ta thua hoài hay ngược lại thì còn cố học làm gì nữa. Vua Khang Hy nói, người khỏi lo điều đó, vì tiểu bảo nói, hôm qua ta học được sáu chiêu mới, bây giờ lại thử coi, chàng liền thi triển sáu chiêu, kinh lý quan ảnh, thây trung trúc nguyệt, phủ vân khứ lai, thủy bào xuất mục, mộng lý minh minh, giác hậu không không vua khang hy không biết cách chế ngự liền bị vi tiểu bảo đánh trúng mười mấy chồ tuy nhà vua còn nhỏ tuổi nhưng chi khí cương nghị ngài bị thua mà không nóng này gật đầu khen sáu chiêu này của ngươi thật là tuyệt diệu để ta đi hỏi cách phá giải vi tiểu bảo về thuật chuyện nhà vua luyện bát quái du long trường cho hải lão công nghe hải lão công gật đầu nói môn thiên diệp thủ của phái thiếu lâm ta chỉ có bát quái du long trường của phái võ đương là chống lại được người mà đủ thông minh thì sao không học lấy những chiêu thức của hoàng thượng nhưng hoàng thượng không giảng kỹ cho ngươi nghe ngươi coi rồi cũng khó lòng mà nhớ được vì tiểu bảo xuất thân ở nơi ti tiện bình sinh gã chỉ trông cậy vào đầu óc thông minh linh mẫn của mình hải lão công nói có ý cho gã không đủ thông minh là chạm đến lòng tự ái của gã gã tức mình tự nhủ lão con rùa này bảo ta không đủ thông minh thì ta nhất định phải nhớ lấy trường pháp của nhà vua mà học cho đủ từ hôm ấy hàng ngày vi tiểu bảo tĩ võ với vua khang hy gã hỏi kỹ về trường pháp của nhà vua nhưng tuyệt không lộ ra là có ý muốn học trường pháp đó vua khang hy cũng không có ý giấu diếm tiểu bảo hỏi câu gì mà ngài biết là đều nói cho vã nghe hết võ công của hai người dần dần đi tới chỗ cao thâm lúc chiết giải chỉ tĩ thí thủ pháp và chứng nghiệm chiêu thức chứ không bẽ đầu đè cổ vật lộn như trước nữa vì tiểu bảo không cần dè đặt ý kỵ gì nữa mấy tháng sau Vi tiểu bảo học hết ngàn chiêu thức thiên diệp thủ, còn vua khang hy học môn bát quái du long trường thành tựu mau chóng hơn gã đến quá một tháng. Hai người lúc tỷ đấu vận dụng chiêu thức quanh bi quẩn lại đến ngàn thủ pháp. Mỗi ngày hai người cùng nảy ra những biến hóa mới mẻ, nên cuộc đấu càng thêm hào hứng. Vua Khang Hy và Vi Tiểu Bảo đều là những nhân vật thông minh bậc nhất, thêm vào sư phụ của hai người cũng là cao nhân đương thời nên cuộc rèn luyện võ công mới quá nửa năm đã tiến bộ khác thường trong mấy tháng ngay vua khang hy ngoài lúc tỉ võ với vi tiểu bảo lại đưa gã vào thư phòng đọc sách cho có bạn. Bọn thị vệ, thái giám trong hoàng cung đều biết rõ tiểu quế tử, tức vi tiểu bảo, tuy chỉ là một tên tiểu thái giám nhưng được đức hoàng thượng thương yêu rất mực nên đều đem lòng tính nề. Khi bọn chúng gặp gã, chẳng ai dám hô thẳng cái tên tiểu quế tử, mà xưng hô gã một điều quế công công, hai điều là quế công công ra chiều rất cung kính và tỏ vẽ thân mật vì tiểu bảo muốn lấy lòng hải lão công nên hàng ngày ra vào ngựa thư phòng bao giờ cũng nghĩ tới chuyện đánh cấp pho tứ thập nhị chân kinh đem về cho lão nhưng gã tìm tới tìm lui thủy trung vẫn chẳng thấy pho sách đó ở đâu mấy tháng nay hải lão công ngoài việc dạy võ cho vi tiểu bảo mỗi ngày lại bắt gã nhìn nhận hai chữ chân và kinh còn ba chữ tứ thập nhị gã đã biết rồi vì tiểu bảo lưu ý tìm kiếm trên các giá sách trong ngựa thư phòng vì gã không thấy nhưng cũng không dám nhắc nhở với vua Khang Hy. Một hôm gã luyện võ với nhà vua xong, bỗng nghe hoàng thượng mặt rồng nghiêm nghị khẻ bảo gã, này tiểu quế tử, sáng mai chúng ta phải làm một việc lớn, vậy ngươi hãy đến ngự thư phòng sớm hơn chờ ta, vì tiểu bảo chỉ dạ một tiếng rồi đứng yên, gã biết ông vua nhỏ tuổi này không ưa nhiều lời, ngài đã không nói là việc gì, gã cũng không dám hỏi nữa. Vì tiểu báo cáo từ vua Khang Hy ra về. Sáng sớm hôm sau, gã nhớ lời hoàng thượng liền đến ngay ngự thư phòng thì đã thấy nhà vua ở đó rồi. Vua Khang Hy khẽ hỏi, ta bảo ngươi làm việc này, liệu ngươi có đủ gan giả không? Vì tiểu bảo đáp bằng một giọng nghiêm trang, chúa thượng đã truyền dạy, tiểu từ còn sợ gì nữa? Vua Khang Hy nói, chuyện này không phải tầm thường, nếu làm không ổn thì cả ta lẫn ngươi cũng lo mất mạng. Vì tiểu bảo kinh hãi nói, nhiều lắm tiểu tử uổng mạng là cùng chúa thượng đã là hoàng đế thì còn ai dám chạm đến long thể. Vua Khang Hy nói, Ngao Bái là một đứa ngang ngược vô lễ, trong bụng có ý mưu đồ bất chính. Bữa nay ta muốn bắt hắn, ngươi có dám hành động không? Vì tiểu bảo từ ngày ở trong cung, ngoài việc luyện võ với nhà vua, rất ít khi được tinh nghịch đùa giỡn, thời gian mấy tháng trời mỗi ngày thêm dài đăng đăng. Thậm chí không có thời giờ để đánh bạc nữa, trong lòng gã đang phiền muộn, nghe chuyện bắt ngao bái rất đổi mừng vui vội đáp hay quá hay quá tiểu tử đã nói nếu hai ta họp lực có thể đấu với hắn cho dù hắn là dũng sĩ số một ở mãn châu võ công chúng ta đều luyện đến trình độ kha khá quyết không sợ hắn vua khang hy lắc đầu nói ta làm hoàng đế không thể tự mình ra tay được mà ngao bái là một vị đại thần kiêm việc thống lãnh đội thị vệ đoàn thị vệ ở trong cung đều là những người tâm phúc rất thân tín với hắn hắn mà biết ta định bắt hắn, tất hắn tạo phản tức khắc. Đồng thời bọn thị vệ cũng động thù thì tính mệnh hai ta tất không toàn. Cả Thái Hoàng, Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cũng bị tai nạn, nên ta nói việc này nguy hiểm vô cùng. Vì tiểu bảo vô ngực đáp vậy tiểu tử đứng ngoài cửa cung chờ hắn, thừa lúc hắn ra không kịp đề phòng, tiểu tử phóng dao đâm hắn chết tươi. Dù tiểu tử không đâm chết được, hắn cũng biết đó là ý kiến của Hoàng thượng vua khang hy nói võ công của thằng cha này rất ghê gớm mà ngươi lại còn nhỏ tuổi khó lòng đâm nổi hắn huống chi ngoài cửa cung có rất nhiều thị vệ tuần tiều ngươi khó mà đến gần hắn được dù cho vạn nhất ngươi có đâm chết được ngao bái thì e rằng chính ngươi cũng bị bọn thị vệ hạ sát vậy ta phải tính kế hoạch khác mới được vì tiểu bảo dạ một tiếng rồi đứng chờ lệnh vua vua khang hy lại nói lát nữa ta kêu hắn vào tâu việc bây giờ hãy truyền cho bọn tiểu thái giám đứng chờ trước ở đây. Người cứ thấy ta liệm trung trà làm hiệu là nhảy sổ vào kiềm chế huyệt đạo hắn. Đồng thời mười mấy tên tiểu thái giám cũng xông vào níu tay kéo chân khiến hắn không thi triển võ công được. Nếu bọn người không thành công thì ta sẽ trợ lực, vì tiểu bảo đá kế ấy thật tuyệt diệu. Chúa thượng có dao gâm không? Vụ này phải hạ thủ cho bằng được. Nếu bắt không được thì tiểu tử phải dùng dao đâm chết hắn mới xong vua khang hy gật đầu móc trong ống ủng ra hai lưỡi đao trùy thủ nhà vua giao cho vi tiểu bảo một lưỡi còn một lưỡi thì xỏ lại vào trong ống ủng như cũ vi tiểu bảo nói xin chúa thượng yên tâm vua khang hy nói người đi kêu 12 tên tiểu thái giám đến đây vi tiểu bảo vâng lời đi ngay bọn tiểu thái giám đã luyện đô vật ở phòng bố khô mấy tháng nay tuy võ công của chúng chưa có gì nhưng bản lãnh kéo tay níu chân thì đều đã thành thuộc vì tiểu bảo ngó 12 tên tiểu thái giám nói, các ngươi đã luyện võ được mấy tháng, chấm không hiểu có tiến bộ gì không? Lát nữa có một vị đại quan vào đây, y là một tay hảo thủ đô vật ở trong chiều, chấm để y thử công phu của các ngươi. Khi nào các ngươi thấy ta liệm chung trà xuống đất thì lập tức xông lại thừa cơ viên quan đó không kịp đề phòng mà xuống vào vật y. 12 tên đánh một người thì phải vật y ngã xuống và kiềm chế không để y nhúc nhích thì ta sẽ trọng thương. Nhà vua nói rồi rút ngăn kéo bản sách lấy ra 12 thoi bạc, mỗi thoi nặng 50 lượng. Đoạn nhà vua nói tiếp, hễ thăng y thì mỗi tên được thưởng một thoi, còn bài thì chấm chắc hết 12 cái đầu, để làm gì những tên vô dụng. Hai câu sau cùng nhà vua nói bằng một giọng rất nghiêm khắc. Hồi 17, tiểu anh hùng cứu giá bắt cường thần. 12 tên tiểu thái giám quỳ dạp xuống tông, dĩ nhiên bọn nô tài phải vì hoàng thượng mà ra sức. Vua Khang Hy mỉm cười phán, vậy cứ thế mà làm, chấm muốn khảo sát các ngươi xem tên nào gắng công học tập, tên nào lười biếng. Các ngươi đứng dậy đi, vì tiểu bảo ngấm ngầm kính phục tự nghĩ nhà vua không lộ chút gì trước mặt bọn tiểu thái giám là có ý phòng ngừa lũ tiểu quỷ này khỏi hồi hộp để lộ âm mưu khi gặp ngao bái. Bọn tiểu thái giám đứng lên rồi, vua Khang Hy mở cuốn sách ra coi, vì tiểu bảo thấy ngài nhỏ nhẹ ngâm nga. Thanh âm không hồi hộp tay không run rẩy. Trước việc tay đình nhà vua vẫn chấn tĩnh như thường, còn gã lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Gã tự mắng thầm vì tiểu bảo, thế là mi so với tiểu huyền tử chẳng những võ công thua kém mà cả định lực cũng không bằng hắn. Rồi gã tự nhủ, hắn làm hoàng đế dĩ nhiên lớn mật hơn ta, giả tỷ ta làm hoàng đế hẳn còn mạnh dạn hơn hắn nhiều. Nhưng trong lòng gã vẫn ngấm ngầm tự biết là mình nghĩ như vậy chẳng qua để tự che giấu cái dỡ của mình mà thôi. Sau một lúc lâu, ngoài cửa có tiếng giày đi lẹp kẹp. Một tên thị vệ hô, ngao thiếu bảo yết giá, bái chúc chúa thượng vạn an. Vua Khang hy phán, ngao thiếu bảo, khanh hãy vào đây, ngao bái vén rèm cửa bước vào, quỳ xuống dập đầu. Vua Khang hy cười hỏi, ngao thiếu bảo, khanh đến vừa đúng lúc, 12 tên tiểu thái giám của trẫm đây đang luyện đô vật. trẫm nghe nói khanh là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu. Vậy Khanh chỉ điểm cho chúng được chăng? Ngao bái tủm tỉm cười tông, chúa thượng đã cao hứng, kẻ vi thần xin ra sức. Vua Khang hy tươi cười bảo vi tiểu bảo, tiểu quế tử, ngươi ra truyền cho bọn thị vệ ở ngoài đi nghỉ ngơi. Nếu chấm không tuyên triệu thì khỏi phải vào chầu hồng. Nhà vua lại mỉm cười nheo mắt nhìn ngao bái. Ngao bái cười khanh khách, vì tiểu bảo chạy ra ngoài hạ lệnh cho bọn thị vệ rút lui. Vua Khang hy khẽ nói, ngao thiếu bảo khanh khuyên trẫm đừng đọc sách của người hán trẫm nghĩ lại thì lời khanh rất đúng chúng ta ở thư phòng này chơi trò đô vật hay hơn có điều đừng để người ngoài biết e rằng sẽ đến tai hoàng thái hậu thì ngài bắt trẫm phải đọc sách ngao bái cả mừng tâu ngay chúa thượng nói đúng lắm đúng lắm mình đọc sách của người hán thì được ích gì vì tiểu bảo trở vào thư phòng tâu bọn thị vệ đa tạ hồng ân chúng rút lui cả rồi vua khang nghi cười nói hay lắm bây giờ chúng mình chơi với nhau, bọn tiểu thái giám kia, các ngươi 12 tên chia làm 6 đội, vật nhau đi cho chậm coi. 12 tên tiểu thái giám nai nịt gọn gàng, sắn tay áo lên chia thành 6 cặp mà vật lộn nhau. Ngao bái đứng coi cười hề hề, hắn thấy bọn tiểu thái giám võ công quá tầm thường thì vừa cười vừa lắc đầu. Vua Khang Hy cầm chung trà uống một hớp rồi cười nói, Ngao thiếu bảo, bọn con nít này bản lãnh có ra gì không? Ngao bái cười tông, coi cũng tạm được, vua Khang Hy cười nói, bọn chúng tị thí với Khanh thì dĩ nhiên không vào đâu. Nhà vua vừa nói vừa nghiêng mình, buông tay ra, trung trà rớt xuống đất đánh, choang, một tiếng, miệng bỗng la lên, úi theo, ngao bái sửng sốt hỏi, chúa thượng, hắn vừa hô được hai chữ thì 12 tên tiểu thái giám đã xông lại vặn tay kéo chân ôm lưng đấm ngực, đồng thời tấn công. Vua Khang Hy cười ha hả phán, ngao thiếu bảo hãy coi chừng, ngào bái vẫn chẳng hiểu gì, cho là ông vua con nít muốn thử sức bọn tiểu thái giám. Hắn được trời cho sức mạnh như thần, gạt hai tay một cái. Bốn tiểu thái giám ngã ngửa người ra, đó là hắn không dám dùng sức mạnh quá sợ làm bọn chúng bị thương. Chân trái hắn quét ngang cây nữa, lại hai tên nữa té xuống. Kỳ dư, bọn tiểu thái giám nhớ lời hoàng thượng đã phán bảo, nếu mười hai tên mà thua sẽ chặt đầu hết. Chúng liền hết sức bình sinh ôm chặt lấy lưng Ngao Bái. Vì Tiểu Bảo đã lượn đến sau Ngao Bái, hết sức phóng quyền đấm vào huyệt y xá của họ Ngao. Nếu là một võ sư tầm thường mà bị thoi quyền này, tất phải ngất xỉu, nhưng Ngao Bái tư chất phi thường, võ nghệ cao thâm, hắn chỉ thấy huyệt đạo tê trồn, nhưng cũng giật mình kinh hãi, tự hỏi không biết có tay cao thủ nào ở đâu đến. Hắn vội vung tay khẽ quét ngang đẩy ba tên tiểu thái giám ra rồi xoay mình lại. Ngao Bái thấy trước ngực đau nhói lên, hắn lại trúng chỉ của Vi Tiểu Bảo. Bây giờ Ngao Bái mới biết người đánh lén mình lại chính là tên Tiểu Thái Giám. Kề cận bên mình Hoàng Đế thì ngấm ngầm phát giác ra có điều chi bất ổn, nhưng hắn vẫn chưa tin là Hoàng Đế sai bọn con nít này bắt mình. Ngao Bái vươn tay trái chụp xuống vai bên phải Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo hạ thấp vai xuống, tay trái phóng trưởng, tay mặt phóng chỉ đồng thời tấn công. Vi Tiểu Bảo thi triển chiêu giác hậu không không, tay trái gã khoa lên mấy cái trước mặt ngao bái. Ngao bái vừa cúi đầu xuống bỗng nghe đánh, binh, một tiếng. Ngực hắn bị trúng một cước, nhưng vì tiểu bảo cũng rú lên một tiếng, ôi chao, nguyên trần gã đá trúng ngực ngao bái mà chẳng khác gì đá vào tường gạch, đau đớn vô cùng. Ngao bái thấy vì tiểu bảo ra toàn những đòn độc hiểm thì vừa kinh hãi vừa tức giận mà phải ra sức chiến đấu. Trong lúc hoang mang hắn không kịp nghĩ tới hoàng đế có dụng ý gì chỉ mong đẩy lui bọn tiểu thái giám và như vậy trước hết phải thâu thập cho xong vi tiểu bảo. Nhưng bọn tiểu thái giám, kẻ ôm lưng người kéo chân, thoát được mấy tên này thì những tên kia xông vào tấn công liên tiếp. Vua Khang Hy vỗ tay cười nói, ngao thiếu bảo, coi chừng, không khéo thì thua bọn chúng đấy. Ngao bái hết sức vung quyền toan đập xuống đỉnh đầu vi tiểu bảo nghe nhà vua nói vậy thì nghĩ bụng, té ra ông vua con này chỉ muốn giỡn chơi. Sao mình lại chấp với lũ con nít? cánh tay hắn chạch đi một chút, kinh lực cũng giảm một phần. Thoi quyền đập xuống vai vi tiểu bảo chỉ sử có ba thành công lực. Nhưng ngao bái thần dũng phi thường, ngày ở ngoài chiến trường giao phong với quân nhà Minh, hắn quơ hai tay nắm lấy quân địch liệm ra tứ phía. Hắn sông sáo trong trận nhanh như gió, không ai ngăn cản nổi. Vì tiểu bảo bất quá mới học võ công được mấy tháng, lại còn là đứa con nít. Tuy gã được bọn tiểu thái giám giúp sức nhưng bắt thế nào nổi ngao bái. Vì tiểu bảo bị chúng thoi quyền loạn choạng người đi cơ hồ muốn té. Gã liền huyết khuỷu tay chúng vào mắt đối phương. Ngao bái tức giận gầm lên một tiếng. Hắn vươn tay ra chụp được cổ vi tiểu bảo. Vua Khang Huy thấy thế nguy liền rút dao chủy thủ đâm vào sau lưng ngao bái. Ngao bái la to một tiếng. Bây giờ hắn mới hết hoài nghi. Biết rằng nhà vua muốn giết mình liền sách vi tiểu bảo lên hết sức liệm mạnh ra. Đoạn hắn quay lại vung quyền đánh nhà vua, lúc này ngao bái khác nào như con cọp điên khùng, quyền phát ra lực đạo khủng khiếp. Vua Khang y né mình tránh khỏi, ngao bái chụp hai tên tiểu thái giám dập hai cái đầu vào nhau khiến chúng vỡ tan sọ ngay tức khắc. Tiếp theo ngao bái lại phóng quyền bằng tay trái đánh vào trước ngực một tên tiểu thái giám. Còn chân phải đá liên hồi hất bổng tên tiểu thái giám vào tường một tên bị gãy xương chưa kịp rú lên tiếng nào đã chết ồn mạng. Tiếp theo hắn tung chân trái đá một tên tiểu thái giám đang ôm lưng hắn trúng vào bụng. Lập tức gã này tan nát ruột gan, mới trong khoảnh khắc, ngao bái đã giết chết tám tên tiểu thái giám, còn bốn tên khiếp qua đứng ngẫn người ra không biết làm thế nào. Vì tiểu bảo rút chùy thù cầm tay nhảy sổ vào đâm ngao bái. Ngao bái vung quyền bên trái đấm ra. Vì tiểu bảo vừa thấy luồng kình phong tạt vào mặt đã cảm thấy hơi thở không thông. Gã vùng lưỡi trùy thủ đâm vào cánh tay đối phương. Ngao bái không né tránh. Sột, một tiếng, lưỡi trùy thủ đâm trúng tay hắn. Nhưng thoi quyền của hắn cũng đánh trúng vai bên trái vì tiểu bảo. Vì tiểu bảo không tự chủ được bị bắn tung qua án sách rớt xuống lò hương làm cho cho than bay bội tứ tung. Vua Khang Hy Thủy Trung vẫn bình tĩnh. Ngài sử bắt quái du long trưởng chiến đấu với ngao bái trường pháp này tuy ảo diệu nhưng gặp phải tay thần dũng như Ngao Bái cũng chẳng ăn thua gì mấy. Ngao Bái bị nhà vua đánh trúng hai trường mà chẳng ăn thua gì. Hắn phóng chân đá trúng đùi nhà vua. Vua Khang Hy đứng không vững ngã chúi về phía trước. Ngao Bái hô lên, chuyến này thì chết hết. Hắn vung song quyền đồng thời đánh xuống đầu nhà vua. Vua Khang Hy chăn mình đi lăn vào gầm án sách. Ngao Bái vung chân trái đá đổ án sách còn chân phải theo thế liên hoàn toan đá vào mình nhà vua thì đột nhiên có cát tung bay hai mắt hắn đều bị cho hất vào nguyên vi tiểu bảo thấy tình thế nguy cấp liền bốc nắm cho trong lò hương liệng vào ngao bái cho tản hương rất nhỏ khiến cho ngao bái không mở mắt được hắn đưa tay lên dụi hoài vi tiểu bảo gắng sức bưng lò hương bằng đồng hai tay đập xuống đầu ngao bái lò hương này đúc từ đời nhà đường nặng gần trăm cân ngao bái mắt chẳng nhìn thấy vật gì nên không né tránh kịp. Choang một tiếng, lò hương đập trúng đỉnh đầu ngao bái. Ngao bái loạn choạng người đi rồi té lăn xuống đất ngất xỉu. Vì tiểu bảo nhìn lại thì lò hương bị bể mà đầu của ngao bái còn nguyên, gã không khỏi khủng khiếp. Vua Khang Hy cả mừng reo lên, tiểu quế tử, người giỏi thiệt, nhà vua đã chuẩn bị sẵn nắm dây gân bò để trong ngăn kéo. Bây giờ ngài liền lấy ra trói chân tay ngao bái lại lát sau ngao bái hồi tỉnh kêu lên hạ thần là kẻ trung lương lại không phạm tội mà chúa thượng nở âm mưu hãm hại hạ thần chết đi cũng không tâm phục vì tiểu bảo quát người âm mưu bất chính làm điều phản loạn đeo dao vào ngay thư phòng kín yết giá tội đáng luôn thác còn cãi chi nữa ngao bái la lên ta chẳng đeo đao kiếm chi hết vì tiểu bảo lại thét lên hiển nhiên ngươi cầm hai lưỡi đao trên lưng một lưỡi cánh tay một lưỡi mà ngươi còn cãi chối ư ừ. Vì tiểu bảo mồm năm miệng mười ngao bái tình ngay lý gian, dù trăm miệng cũng khôn bề giải thích. Huống chi trên lưng gã lại bị một lưỡi dao cắm phập vào, dù không đến nổi chí mạng nhưng thương tích khá nặng. Lúc này hắn vừa tức giận vừa hãi hùng chỉ còn đường la hét om sòm. Vua Khang Hy thấy 12 tên tiểu thái giám bị giết mất 8 chỉ còn lại 4 tên liền phán bảo. Chính mắt các ngươi đã trông thấy ngao bái làm điều phạm thượng, hành vi phản loạn toan sát hại chấm bốn tên tiểu thái giám hãy còn khủng khiếp mặt mũi xám xanh chỉ có một tên lên tiếng giả dạ, giả dạ. còn ba tên kia không thốt được câu nào vua khang hy lại nói các ngươi hãy vâng chỉ đi tuyên triệu khang thân vương kiệt thư và sách ngạch đồ vào ngay những chuyện vừa xảy ra nhất nhất không được tiết lộ nếu các ngươi hở mội thì hãy coi chừng cái đầu trên cổ bốn tên tiểu thái giám vâng dạ đi ngay ngao bái lại la lên hạ thần bị nổi oan ức này chết cũng không nhắm mắt Chúa Thượng ơi, Chúa Thượng ra tay hạ sát cố mệnh đại thần, Đức Tiên Đế có hay tất chẳng dung tha. Vua Khang Hy Sa sầm nét mặt nói, tiểu quế tử, người phải làm cách nào đừng để hắn nói cả nói dỡ hoài. Vì tiểu bảo dạ một tiếng rồi tiến lại đưa tay trái lên bóp mũi ngao bái. Ngao bái há miệng ra thở. Vì tiểu bảo dùng tay phải rút lưỡi dao trùy thủ ở sau lưng ngao bái ra rồi cắm cả hai lưỡi dao trên án sách. Vua Khang Hy thấy đại sự thành công thì trong lòng mừng hớn hở. Nhưng ngài nhìn ngao bái thấy tấm thân đầy hùng tráng, mặt đầy những máu, vẽ mặt hung dữ không khỏi ngấm ngầm khinh hãi nghi thầm. Hành động này thật quá lổ mãng, mình cứ tưởng cùng vi tiểu bảo luyện võ bấy lâu thì hai người hợp lực, thêm vào 12 tiểu thái giám đã học đô vật là có thể thu thập ngao bái một cách dễ dàng. Ngờ đâu hắn là một tay dũng sĩ chân chính, mười mấy thằng nhỏ chỉ là đồ vô dụng, nếu không được tiểu quế tử dùng mưu kế thì lúc này chính ta đã bị ngao bái giết chết rồi. Thằng cha này lâm vào tình trạng trời không chịu đất thì đất cũng không chịu trời. Chắc là hắn sẽ ra hại cả Thái Hoàng, Thái Hậu lẫn Hoàng Thái Hậu rồi dựng ấu quân khác lên, trong chiều chẳng còn ai dám hạch tội hắn. Nhà vua nghĩ tới đây bất giác lại sợ run. Sau một lúc lâu, bốn tên tiểu thái giám đã tuyên triệu được khang thân vương và sách ngạch đồ vào thư phòng hai người thấy trong ngự thư phòng xác chết ngổn ngang máu loang đầy đất thì giật mình kinh hãi không bút nào tả xiết. Vua Khang Hy nói, ngao bái đem đao vào cung làm điều đại nghịch, lớn mật hành hung toan đâm chấm. May nhờ tổ tiên bảo hộ, lại được bọn tiểu thái giám cùng tiểu quế tử ra sức chống trọi nghịch thần mà bắt được hắn. Bây giờ các khanh hãy thu xếp việc này đi, Khang thân vương và sách ngạch đồ vốn có xích mích cùng ngao bái, bị hắn chèn ép lâu ngày, nay thấy trong cung xảy ra cuộc đại biến này thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội quỳ ngay xuống thỉnh an hoàng thượng và tự hối là đã sơ sót việc đề phòng thật là đại tội. May nhờ hoàng đế hồng phúc tài trời, bách thần ủng hộ khiến âm mưu hung dữ của ngao bái thất bại. Vua Khang hy phán việc ngao bái hành thích các khanh đừng tiết lộ ra ngoài khiến cho Thái Hoàng, Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu phải kinh hãi. Hơn nữa tin này đồn đại ra ngoài còn làm cho cười cho các quan người Hán và chăm họ. Ngao bái phạm tội đại ác, dù không có việc bữa nay thì cũng đáng chết lắm rồi. Khang thân vương và sách ngạch đồ vâng dạ luôn miệng, nhưng hai người không khỏi nảy dạ hoài nghi nghĩ thầm. Ngao bái là một tay thần dũng phi thường, nỗi danh dũng sĩ số một ở Mãn Châu. Nếu hắn chân tâm định hành thích hoàng thượng thì sau lại bị mấy tên tiểu thái giám bắt được? Trong vụ này hẳn còn có điều chi khác lạ may ở chỗ hai người này đều muốn khép tội ngao bái rất nặng thì dù có nội tình khác họ cũng không cần cứu xét khang thân vương tâu khải tâu chúa thượng ngao bái có rất nhiều phe đảng cần phải quang mẻ lưới bắt cho kỳ hết để đề phòng bọn chúng phát sinh biến động vậy xin sách đại nhân phụ trách việc bảo vệ chúa thượng không được rời thánh giá nữa bước hạ thần xin truyền chỉ truy bắt dư đảng của ngao bái đem vào triều trị tội không hiểu y chúa thượng nghĩ sao Vô Khang Hy gật đầu phán, Khanh nói phải đó, vua Khang Hy thấy Vi Tiểu Bảo Tuyệt không nhắc tới công lao của mình, và cũng chẳng hở môi về vụ kịch chiến bữa nay thì trong bụng mừng thầm. Nhà vua tự ngủ, vừa rồi mình ra tay đâm ngao bái một dao vào lưng hắn. Vụ này mà đồn ra ngoài thì thiệt là mất phong độ của một vị nhân quân. Nhà vua lại bụng bảo dạ công lao của tiểu quế tử bữa nay thật to lớn, có thể nói là hắn đã cứu mạng ta, đáng tiếc là hắn đã làm thái giám bất luận ta muốn bênh vực thế nào thì thái giám vẫn hoàn thái giám vì tổ tiên đã đặt ra luật lệ nghiêm minh không cho thái giám can dự vào việc triều chính xem chừng thì chỉ có thể thưởng tiền cho gã mà thôi khang thân vương hành động rất mau lẻ chẳng mấy chốc đã đưa mấy vị đại thần thân tín vào thỉnh an nhà vua đồng thời phúc bẫm là đại đa số vây cánh của ngao bái đều bị bắt rồi bọn thị vệ cũ ở trong cung phải vâng chỉ phải ra ngoài hết không cho một tên nào lưu lại Khang thân vương lại xin hoàng thượng thống lãnh một đội thị vệ khác và lựa những tên thị vệ tín cần để hộ giá. Vua Khang vương cả mừng an ủi nhờ Khanh đã phải một phen vất vả giúp việc cho chấm. Mấy vị thân vương cùng văn võ đại thần thấy tám tên tiểu thái giám bị ngao bái đánh cho nát óc, lòi ruột, gãy xương cực kỳ thảm khốc, ở trong ngự thư phòng thì ai cũng bở vía và thoá mạ tên phản thần ngao bái. Quan hình bộ thượng thư thân hành áp giải ngao bái giám vào ngục các vị vương công đại thần chúc tụng nhà vua câu thánh thể bình an rồi rút lui ra ngoài cùng nhau thương nghị để định tội ngao bái. Khang thân vương kiệt thư vâng chỉ ý của nhà vua liền dặn các quan, Đức Hoàng thượng là người nhân hiếu, không muốn chu lục nhiều người, cùng làm kinh động đến Thái Hoàng, Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu. Vậy việc ngao bái phản nghịch không nên tuyên bố ra triều đình mà chỉ nói là hắn cầm quyền trinh đã hung hãn bất pháp rồi kê tội trạng hắn ra là đủ vương công đại thần đều ca tụng thánh đức rộng rãi bao la. Phạm tội hành thích hoàng đế nào phải tầm thường, bị xử lăng trì, cả nhà cả họ của phạm nhân cũng bị chu lục. Vụ đại án này có liên lụy đến cả mấy người. Vua Khang Hy tuy căm giận ngao bái lộng quyền nhưng không muốn chút lên đầu hắn nhiều tội lỗi. Kể ra nhà vua lên chấp chính đã khá lâu ngày, nhưng nhất thiết mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do ngao bái quyết định. Bao nhiêu văn võ quan viên đều phải nghe lời ngao bái mà làm việc nay ngao bái phạm tội bị bắt, các vương công đại thần đối với nhà vua bằng một thái độ rất cung kính sợ hãi. Vua Khang Hy đến bây giờ mới biết cái lập thú của người làm hoàng đế. Nhà vua đưa mắt nhìn Vi Tiểu Bảo thì thấy gã đứng co do trong một xó phòng không nói nữa lời, thì nghĩ thầm trong bụng công lớn của gã này thật khó có cách đền đáp cho vừa. Sau khi các quan đại thần rút lui rồi, sách ngạch đồ nói, tâu chúa thượng, bây giờ cần phải quét tước lau chùi ngự thư phòng. Vậy xin chúa thượng vào tầm cung thay áo và nghỉ ngơi. Vua Khang Hy gật đầu. Khang thân vương và sách ngạch đồ đưa nhà vua vào tầm cung. Vì tiểu bảo còn đang ngần ngừ không hiểu mình có nên đi theo hay không. Thì thấy vua Khang Hy gật đầu phán tiểu quế tử, người đi theo chẫm. Vì tiểu bảo đã đoán trước tầm cung của Đức Hoàng thượng nhất định là tòa nhà Châu Ngọc Huy Hoàng. Ngờ đâu khi tới nơi lại thấy đây chỉ là một gian phòng tầm thường chẳng có chân châu bảo thạch chi hết có điều những chăn đệm đều bằng lụa vàng thêu rồng vẽ phượng mà thôi. Khi vua Khang Hy còn cách tầm cung mấy trăm bước, sách ngạch đồ đã cáo từ rút lui. Nguyên trong nội viện của Hoàng Cung, ngoài các bậc hậu phi vương tử thái giám cung nữ, những ngoại thần không được bén mang tới. Vua Khang Hy truyền cho cung nữ lấy một chén sâm thang. Ngài uống dối thở phào một cái cười nói, tiểu quế tử, ngươi theo ta vào bái ít Hoàng Thái Hậu hiện vua Khang Hy chưa kết hôn nên tầm cung của ngài liền với phòng Hoàng Thái Hậu. Lúc tới tầm cung của Hoàng Thái Hậu, nhà vua đi vào phòng, ngài dặn tiểu bảo hãy đứng chờ ở ngoài cửa. Vì tiểu bảo chờ một lúc, hắn cảm thấy nóng lòng, bụng bảo dạ hải lão công dạy ta môn đại từ đại bi thiên diệp thủ, ta đã học hết rồi, hoàng thượng cũng học xong môn bát quái du long trường. Ta ở hoàng cung chẳng có việc gì hay để làm nữa nếu cứ giả trang làm tiểu thái giám để quỳ lại tiểu huyền tử thì cũng chán chết. Ngao bái giã bị bắt rồi, tiểu huyền tử không cần đến sự giúp đỡ của ta nữa. Vậy sáng mai ta chuồn ra khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nữa. Gã còn đang ngẫm nghĩ bước đường ra khỏi hoàng cung thì một tên thái giám trung niên chạy ra cửa nói, Quế huynh đệ, hoàng thái hậu tuyên triệu Quế huynh đệ vào bái yết, vì tiểu bảo mắng thầm, con bà nó, lại phải đi dập đầu quỳ lại, mẹ kiếp sao Hoàng Thái Hậu không dập đầu lại trước vi tiểu bảo lão ra? Hồi 18, Phủ Thiếu Bảo điều tra kinh Phật, tuy trong bụng vi tiểu bảo nghĩ vậy, song ngoài miệng vẫn cung kính đáp, dạ, tiểu tử xin tuân lịnh, rồi gã theo viên thái giám kia xuyên qua mấy tầng tòa viện. Viên thái giám đứng ngoài cửa có che rèm tâu vọng vào, khai bẩm Thái Hậu, tiểu quế tử xin yết giá, đoạn hắn vén rèm lên biểu môi ra hiệu. Vi tiểu bảo khoa chân bước qua cửa phía trong cửa còn một bức rèm bằng hạt chân châu sâu lại, chiếu ra ánh sáng êm dịu. Một cô công nữ vén rèm trâu lên, vì tiểu bảo cúi đầu tiến vào. Gã hơi ngách mắt lên ngó thấy một thiếu phụ 36,37 tuổi ngồi trên ghế. Vua Khang Hy đứng bên thiếu phụ, không cần nói cũng biết thiếu phụ đó là Hoàng Thái Hậu. Vì tiểu bảo quỳ xuống dập đầu, Hoàng Thái Hậu mỉm cười gật đầu lên tiếng. Người đứng dậy đi, vì tiểu bảo vừa đứng lên, Thái hậu lại nói tiếp, ta nghe hoàng thượng nói bữa nay bắt được phản thần ngao bái là nhờ công lớn của nhà ngươi. Vì tiểu bảo tâu, khải tâu thái hậu, kẻ nô tài chỉ biết giữ vẹn lòng chung bảo vệ thánh chúa. Chúa thượng chỉ dụ làm sao, nô tài khâm tuân làm như vậy, nô tài hãy còn nhỏ tuổi chưa biết chi hết. Gã ở hoàng cung chưa đầy một năm, nhưng nhờ bản tính thông minh, nhân khi đánh bạc gã đã được nghe bọn thái giám nói về mọi chuyện trong chiều gã nhất nhất ghi nhớ, gã còn hiểu chủ nhân rất ghét kẻ nô tài y mình công lớn, nếu công càng cao bao nhiêu, càng phải giả vờ như mình chẳng có công trạng chi hết thì chủ mới tin yêu. Nếu tỏ ra một chút kiêu căng thì ngoài chuyện bị chủ nhân chán ghét, có khi còn rước lấy vạ sát thân. Vì tiểu bảo tâu như vậy, quả nhiên Hoàng Thái Hậu rất hoan hỷ, phán, người còn nhỏ tuổi mà ăn nói đắc thế, so với thiếu bảo ngao bái còn có phần hơn. Nhai nhi, người tính chúng ta thường gã bằng cách nào? Vua Khang hi Tâu xin Thái Hậu định đoạt. Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ngươi làm Thái Giám đã có phẩm chật gì chưa? Đồng Thái Giám dự hàng ngũ phẩm vậy ta thường cho ngươi đứng hàng lục phẩm và thăng cho ngươi làm thủ lãnh Thái Giám, theo hầu kế cận bên mình Hoàng Thượng. Vì tiểu bảo không lấy thế làm vinh hạnh, gã rũa thầm trong giả, lục phẩm nhất phẩm thì làm con mẹ gì? Dù ngủ có phong cho lão gia đến nhất phẩm Thái Giám, lão gia cũng chẳng muốn nhưng ngoài mặt gã ra chiều hớn hở, quỳ xuống dập đầu tâu, tạ ơn Hoàng Thái Hậu, tạ ơn Chúa Thượng, Nguyên Nhà Thanh đã quy định trong cung có 14 tổng quản thái giám, 8 phó tổng quản, 189 thủ lãnh thái giám. Còn thái giám thường thì không nhất định là bao nhiêu, khi Nhà Thanh vừa mới lên, đã có hơn 1.000 tên và sau tăng lên hơn 2.000. Về phẩm chật cao nhất là tư phẩm, thấp nhất là bát phẩm. Bọn thái giám thường thời không có phẩm chật vì tiểu bảo đang từ tên thái giám trơn được nhảy một bước lên lục phẩm, đáng kể là một vinh hạnh đặc biệt. Hoàng Thái Hậu gật đầu nói, người dáng hết lòng làm việc cho vẹn đạo thần tử, vì tiểu bảo vâng giả mấy tiếng rồi đứng lên đi giật lùi trở ra. Bỗng mắt gã ngó thấy trên mặt bàn bên chỗ Thái Hậu ngồi có một cuốn sách. Bên cạnh cuốn sách là cái túi lụa, trên đề năm chữ lớn, tứ thập nhị chân kinh vì tiểu bảo ngẫn người ra nghĩ bụng lão gia mấy chục ngày trời kiếm pho sách này ở trong ngự thư phòng té ra nó ở đây thì lão gia còn kiếm thấy làm sao được hoàng thái hậu thấy vì tiểu bảo ngó sách kinh liền mỉm cười hỏi tiểu quế tử ngươi có biết chữ không vì tiểu bảo tông nô tài không được học nên chỉ biết được mấy chục chữ mà thôi hoàng thái hậu nói vậy ngươi nhân lúc nhàn rỗi tìm các thái giám có biết chữ mà học hỏi vì tiểu bảo tông xin tuân lời thái hậu đoạn gã khom lưng lui ra cô công nữ kia vén rèm trâu lên vi tiểu bảo lại nhân lúc này ngó trộm hoàng thái hậu một lần nữa thì thấy ngài nét mặt trắng bệt mục quang lấp loáng nhưng mày hơi nhăn lại dường như có vẻ buồn rầu mà cũng giống như người có tâm sự gì chưa giải quyết được gã tự hỏi bà đã làm hoàng thái hậu thì còn điều chi không vừa ý à phải ông chồng bà chết dù bà làm hoàng thái hậu nhưng không còn chồng thì chẳng vui vẻ với ai được vì tiểu bảo về nhà lại thuật chuyện cho hải lão công nghe nhưng lão tuyệt không có vẽ gì hứng thú lão lạnh lùng nói vụ này đã xảy ra hai trước vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ hỏi công công sao công công biết sớm thế hải lão công đáp hoàng thượng học đô vật còn bảo là trẻ con thích dần nhưng ngài học bát quái du long trường thì dĩ nhiên phải dùng vào việc khác ngài lại chờ cho ngươi luyện thành môn thiên diệp thủ mới ra tay là nhẫn nại lắm vì tiểu bảo nghẹo đầu ngó hải lão công, trong lòng rất khâm phục, nghĩ thầm, lão già con rùa này đã đuôi mắt mà việc gì cũng tiên liệu được mới thật tài tình. Hải lão công nói, hoàng thượng đã dẫn ngươi đến bái ít hoàng thái hậu phải không? Vì tiểu bảo dạ một tiếng, nghĩ thầm, cả chuyện này lão cũng biết rồi. Hải lão công hỏi, hoàng thái hậu thường cho ngươi thế nào? Vì tiểu bảo đáp không thường chi cả, chỉ cho cái hàm lục vẫm và thăng lên làm thủ lãnh thái giám. Hải lão công cười nói, hay lắm, thế là ngươi chỉ còn kém ta có một bậc, ta từ chức tiểu thái giám tăng lên thủ lãng thái giám phải mất 13 năm trời. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, mai ta sẽ rời xa lão, lão đã dạy khá nhiều võ công mà ta làm cho lão đuôi mắt thì không khỏi có điều tàn nhẫn. Ta muốn lấy được pho kinh về cho lão, nhưng nó lại ở nơi Hoàng Thái Hậu mà ngài đang coi pho này thì làm sao đánh cắp được. Chi bằng ta nói rõ cho lão biết để lão đừng hy vọng nữa. Gã nghĩ vậy liền nói, công công, vừa rồi tiểu tử ở trong phòng Hoàng Thái Hậu đã thấy vật kỳ quái đó rồi. Hải lão công hỏi, vật đó là cái gì? Tức là pho tứ thập nhị chân kinh mà công công thường nói đó. Hải lão công la lên, thả thê ư, lão nhảy bổ lên nắm lấy hai tay vi tiểu bảo. Cử động của hải lão công nhanh như chớp, vì tiểu bảo vừa mới chuyển mình lui ra chưa được nửa thước thì hai tay đã bị lão nắm lấy gã sợ quá la lên, tiểu tử lừa gạt công công làm chi, pho sách đó hiện để ở trên bàn của Hoàng Thái Hậu. Tiểu tử còn thấy cả cái bao lụa vàng trên đề năm chữ lớn, tứ thập nhị chân kinh. Công công, muốn đánh cắp pho sách này ở nơi Hoàng Thái Hậu là việc rất khó. Chi bằng nói thẳng với Hoàng thượng chờ Thái Hậu coi xong xin ngài thưởng cho công công. Hải lão công lớn tiếng, không được đâu, người chớ có nói với Hoàng thượng. Sau một lúc trầm ngâm, lão lẩm bẩm chẳng lẽ, chẳng lẽ. Lão từ từ buông tay vì tiểu bảo ra ngồi xuống ghế. Đột nhiên nổi lên cơn ho kịch liệt, vì tiểu bảo thấy lão gò lưng xuống mà ho thì không khỏi sinh lòng lân mẫn, gã lầm bầm, lão, lão này thật cổ quái, gã toàn mắng thầm, lão con rùa, nhưng lúc này gã không nở. Đêm hôm ấy hải lão công ho liên miên không ngớt, vì tiểu bảo ngủ rồi thức giấc vẫn còn nghe lão ho dữ rồi sánh hôm sau vi tiểu bảo vào ngự thư phòng trầu trực thì thấy bên ngoài đã thay đổi bọn thị vệ mới đến. Vua Khang Hy vào ngự thư phòng một lúc thì Khang thân vương kiệt thư và sách ngạch đổ đến tao việc nói là các vương công đại thần đã điều tra ngao bái phạm tội lớn tất cả 30 khoản. Vua Khang Hy ngạc nhiên hỏi, 30 khoản ư, làm gì mà nhiều thế? Khang thân vương tâu, ngao bái tội nhiệt thâm trọng, không phải chỉ có 30 khoản mà thôi, nhưng hạ thần đã theo thánh ý khoan dung rồi đó vua khang hy hỏi vậy là được rồi ba mươi khoản là những gì khờ nát thân vương lấy một tờ giấy kể tội ngao bái ra tuyên đọc ngao bái khi quân lộng quyền đó là một tội cấu kết gian đảng là hai tội kéo bẻ bản việc chính sự là ba tội thu góp tài hóa nuôi gian đảng là bốn tội khôn khéo làm đẹp lời là năm tội cất nhắc bọn mã di lại là là những kẻ tiên đế không dùng là sáu tội giết bọn tô khắc tất cáp là bảy tội giết bọn Tô Nạp Hải là 8 tội, bệnh vực riêng cờ hiệu của phe mình là 9 tội, khinh mạng thanh mẫu là 10 tội. Khang thân vương tiếp tục đọc tội trạng ngao bái từng điều một cả thầy 30 khoản đại tội. Trong đó có cả khoản bắt người ta rời phần mộ để khỏi đoạt hướng mồ mà nhà mình. Vua Khang hy hỏi, té ra ngao bái làm nhiều điều tệ hại đến thế. Các khanh nghĩ định dùng hình phạt gì để xử hắn? Khang thân vương tâu, ngao bái tội ác đến cùng cực đáng xử lăng trì nhưng thần nghĩ tới lòng khoan dung của chúa thượng nên tâu xin cách chức và trảm quyết. Đồng đảng của Ngao Bái là bọn Ất Tất Long, ban bố nhĩ thiện, A Tư Cát đếu phải trám quyết. Vua Khang Huy trầm ngâm một chút rồi phán, Ngao Bái tuy phạm trọng tội, nhưng hắn là cố mệnh đại thần, lâu năm ra sức, có thể tha tội chết mà chỉ cách chức giam cầm vĩnh viễn không tha, cùng tịch biên gia sàn. Còn phe đảng của hắn thì theo đề nghị của các khanh đem xử trảm hết khang thân vương quỳ xuống tông, thánh thượng khoan nhân, các bậc minh quân đời xưa cũng không bị kịp. Vì tiểu bảo cười thầm trong bụng, tự nghĩ ngao bái đã bị đao đâm trúng lưng, chẳng sớm thì muộn cũng chết. Nhà vua khoan hồng đại lượng như vậy là phải. Hôm ấy vua Khang Hy cùng các quan đại thần bận rộn về việc kết tội ngao bái cùng đồng đảng của hắn. Các quan đại thần nói rất nhiều về việc tranh chấp giữa đội cờ vàng, cờ trắng. Vì tiểu bảo nghe chẳng hiểu họ nói gì, gã chỉ biết đại khái đạo cờ vàng do ngao bái làm thủ lãnh còn tô khắc tất cáp làm thủ lãnh đội cờ trắng hai đạo này vì tranh đoạt ruộng đất phì nhiêu mà thành xung khắc nhau như nước với lửa tô khắc tất cáp bị ngao bái ra hại rồi bao nhiêu điền dị cùng tài sản thuộc về đạo cờ trắng đều bị đạo cờ vàng đoạt mất bây giờ các quan đại thần tâu xin hoàng thượng trả của cải về cho chủ cũ vua khang hy phán các khanh theo công tâm đề nghị nhưng để chấm xét lại đạo cờ vàng là một trong ba đạo cờ lớn, tuy ngao bái phạm tội, nhưng không thể để liên lụy đến đạo cờ vàng. Bất cứ việc gì cũng phải xử sự cho công bằng. Các quan đại thần dập đầu tông, chúa thượng là bậc thánh minh khiến cho toàn thể đạo cờ vàng đều được đội ơn mưa móc. Vua Khang Hy gật đầu nói, các khanh hãy rút lui, còn sách ngạch đồ hãy lưu lại cho trẫm dặn bảo. Các quan lui ra rồi, vua Khang Hy nhìn sách ngạc đồ hỏi, sau khi tô khắc tất cáp bị ngao bái ra hại, thì bao nhiêu tài sản trong nhà y đều bị ngao bái chiếm đoạt ư? Ừ. Sách ngạch đồ tông nhưng điền địa cùng tài sản của tô khắc tất cáp đều bị sung công cho vào kho. Nhưng ngao bái lúc đó dẫn quân đến lục lọi trong nhà của tô khắc tất cáp thì bao nhiêu vàng bạc châu báu đều chạy vào túi riêng của hắn. Vua Khang Hy nói, chậm cũng đoán thế vậy khanh dẫn mấy tên thân tín đến nhà ngao bái coi điều tra cho biết rõ tài vật gì của tô khắc tất cáp thì trả lại cho con cháu y sách ngạch đồ tâu ơn đức của chúa thượng bao la như trời biển lão không thấy nhà vua nói gì nữa liền từ từ lui ra cửa ngự thư phòng vua khang hy lại nói hoàng thái hậu phán bảo ngài muốn đọc kinh phật trẫm nghe nói trong tay chủ nhân đạo cờ trắng cùng đạo cờ vàng đều có pho tứ thập nhi chân kinh vì tiểu bảo nghe nói tới năm chữ tứ thập nhị chân kinh thì không khỏi chấn động tâm thần bỗng nghe vua khang Hy nói tiếp hai pho kinh vật này đều dùng nhiều bọc lại pho của đạo bạch kỳ thì túi làm bằng nhiều trắng pho của đạo hoàng kỳ thì túi bằng nhiều vàng viền đỏ hoàng thái hậu còn nói muốn coi hai pho kinh này thử xem có giống pho kinh vật trong hoàng cung không vậy khanh đến điều tra tài vật nhà ngao bái nhân tiện điều tra cả vụ này sách ngạch đồ tông dạ thần xin đi làm ngay tức khắc. Lão biết nhà vua tuy còn nhỏ tuổi mà đối với Thái Hậu cực kỳ hiếu thuận. Công việc triều chính, Thái Hậu đã dặn câu gì là Hoàng thượng nhớ như in trong óc. Việc gì của Hoàng Thái Hậu giao cho còn coi trọng hơn chính việc của nhà vua. Vụ điều tra hai pho kinh Phật này là chuyện dễ dàng, không làm cho lẽ không xong. Vua Khang Hy lại truyền vi tiểu bảo, tiểu quế tử, người hãy di theo sách ngạch đồ điều tra kinh Phật rồi cả hai người đem về đây vì tiểu bảo cả mừng xin tuân chỉ đi ngay gã thầm nghĩ trong bụng lạ thiệt trong vụ kinh phật này tất có điều chi cổ quái mình phải đi coi mới được hơn nữa mình ở trong cung bấy lâu chưa có dịp nào ra ngoài chơi buồn muốn chết tuy mình dự định ngày chuồn ra khỏi hoàng cung không bao giờ trở lại nữa nhưng nếu mình ra sớm một ngày thì càng tốt sách ngạch đồ biết tiểu quế tử là một tên tiểu thái giám hiện đang được hoàng thượng tin yêu vì hắn có công cứu giá bắt được gian thần lão lại nghĩ thầm việc đi lấy hai pho kinh có chi là khó chẳng cần phái gã đi cũng được phải rồi hoàng thượng muốn làm lợi cho gã ngao bái nắm quyền hành lâu ngày dĩ nhiên vàng bạc châu báu không biết đến bao nhiêu mà kỳ hoàng thượng phái ta cùng gã đến nhà hắn là một cơ hội phát đại hoành tài nhưng ta chẳng có công lao gì trong vụ này thì khi nào ngài lại cho ta hưởng lợi ngài sai tiểu quế tử đi với ta tuy nói là để lấy kinh phật mà thực ra là để giám sát ta hai người liền dắt tay nhau ra khỏi hoàng cung, ngoài cửa cung đã có ngựa chờ sẵn. Phụ thân sách ngạch đồ là sách ni làm quan đứng đầu trong bốn vị cố mệnh dạy thần lúc vua Khang Hy mới lên ngôi. Sau khi sách ni chết rồi, sách ngạch đồ được thăng lên trước lại bộ thị lang. Khi đó ngao bái chuyên quyền, nhưng sách ngạch đồ sợ hắn không dám kháng cử, đành xin từ chức lại bộ thị lang, đổi sang nhất đằng thị vệ vua khang y biết sách ngạch đồ xích mích với ngao bái nên chuyến này nhà vua liền trọng dụng y hai người ra khỏi cửa cung sách ngạch đồ cười nói quế công công lên ngựa đi y nghĩ thầm trong bụng tên tiểu thái giám này e rằng chưa biết cười ngựa vậy mình phải liệu chiếu cố cho gã để gã ngã ngựa thì hóng bét y có biết đâu vi tiểu bảo luyện võ đã có căn bản gã nhẹ nhàng tung mình nhảy lên ngựa tuy thuật cười ngựa chưa bằng được sách ngạch đồ một võ sĩ nổi danh ở mãn châu nhưng gã cởi ngựa rất vững vàng hai người đến phủ ngao bái sách ngạch đồ vẫn ăn nói lịch sự với vi tiểu bảo hễ y nói với gã câu gì cũng đều xưng hô quế công công quế công công quế công công thử coi nơi đây có vật gì mà quế công công ưa thích thì cứ việc lấy đức hoàng thượng phai quế công công đi lấy kinh phật là ngài có ý muốn thủ lao công lớn của quế công công đó vậy công công muốn lấy gì thì lấy ngài cũng không hỏi tới đâu, vì tiểu bảo thấy trong phủ ngao bái có nhiều châu báu không biết bao nhiêu mà kể. Gã trông hoa cả mắt, chỉ biết thứ gì cũng quý giá. Ngày trước gã ở Dương Châu đã tưởng những đồ đạc trần thiết trong lệ xuân viện là hào hoa bậc nhất, song đem so với đồ ở phủ ngao bái thì chưa vào đâu, khác nào bùn ví với vàng ngọc. Ban đầu gã lóe cả mắt thấy cái gì cũng muốn lấy nhưng sau gã so sánh thì thứ này cũng quý giá thứ kia cũng đắt tiền không biết nên lấy thứ nào cho phải. Sau gã lại nghĩ tới quyết định sáng mai rời Hoàng Cung thì lấy nhiều không tiện, chỉ nên chọn mấy thứ chân quý đặc biệt đem đi cho dễ. Sách ngạch đồ dặn quan lại tùy tùng lúc kiểm tra phẩm vật phải phải kê khai vào một bản sổ. Hễ món nào vi tiêu bảo lấy thì đừng kê vào sổ nữa, coi như vật đó không có ở phủ ngao bái. Thư lại thấy Vi Tiểu Bảo cầm châu báu lên coi rồi lắc đầu thì mới ghi vào sổ. Hai người vừa kiểm tra đồ vật vừa tiến vào bên trong. Bỗng một viên quan chạy ra nhìn sách ngạch đồ và Vi Tiểu Bảo cung kính nói, khai bẩm hai vị đại nhân. Trong phòng ngủ của Ngao Bái Ti chức khám phá ra một kho báu vật, không dám thiện tiện mở coi. Xin hai vị rời gót vào kiểm tra cho. Sách ngạch đồ mừng rỡ hỏi, có kho chưa báo vật ư? Ừ, nhất định còn có nhiều chuyện lạ. Y hỏi lại, hai pho kinh Phật đã tra ra chưa? Tên quan kia đáp, trong mấy chục gian nhà này chưa thấy một pho sách nào, chỉ có mười mấy cuốn sổ thì bọn ti chức đang dụng tâm điều tra. Sách ngạch đồ nói, các người trước hết hãy điều tra kinh Phật, còn gì thùng thẳng làm sao cũng được. Y dắt tay vi tiểu bảo tiến vào phòng ngủ của ngao bái. Trong phủ ngao bái ngoài vàng bạc châu báu rất nhiều thì trong phòng ngủ của hắn trái lại chẳng có gì quý giá. Nền nhà lót ra hổ, trên tường treo toàn đao kiếm cung nõ, vẫn lộ vẽ thô bảo của người dũng sĩ Mãn Châu. Kho chứa báu vật là một cái hầm lớn đảo dưới nền nhà. Bên trên dùng thiết bản đậy lên, trên thiết bản lại phủ ra cọp. Hiện giờ ra cọp và thiết bản đã mở ra rồi. Hai tên thư lại và hai gã vệ sĩ ngồi gác bên hầm. Sách ngạch đồ ra lệnh lấy hết cả đồ vật ở dưới đó lên coi. Hai tên vệ sĩ nhảy xuống hầm lấy đồ vật đưa lên hai tên thư lại ngồi ở miệng hầm đón lấy, xếp cẩn thận qua một bên trên tấm da báo. Sách ngạch đồ cười nói, nhất định bao nhiêu vật báu, ngao bái đều giấu trong hầm này. Quế công công, công công lựa lấy những đồ vật ở đây đúng là không thể nhầm được. Vì tiểu bảo nói, các hạ bất tất phải khách khí, cũng lựa chọn đi. Gã vừa dứt lời bỗng la lên một tiếng, ủa, một tên võ sĩ đưa lên một bộ sách đựng trong túi nhiều trắng vì tiểu bảo đón lấy thế ngoài đề năm chữ tứ thập nhị chân kinh sách ngạch đồ cũng mừng quá reo lên đây rồi tiếp theo đó tên thị vệ kia lại đưa lên một pho sách đựng trong túi nhiều vàng viền đỏ túi nhiều pho sách này rất cũ kỹ nhất là pho sách kia túi bằng nhiều trắng đã biến thành màu vàng lợt sách ngạch đồ hớn hở nói quế công công anh em mình làm được việc này nhất định hoàng thái hậu rất vui lòng và ngài sẽ trọng thường cho chúng ta vì tiểu bảo nói pho này là kinh phật gì đó chúng ta coi thử cho biết gã nói rồi rút sách ở trong túi nhiều ra sách ngạch đồ động tâm cười nói quế công công tại hạ nói câu này quế công công đừng buồn